Bố ơi, bố ơi, bố thử dự đoán sau này con sẽ lấy được người chồng tương lai sao? Chồng đẹp trai, chồng nhà giàu, chồng gia giáo học thức hay là chồng như này như kia? Cỡ chị lừa như ma thế này có chó nó lấy. Kìa bố, con là con gái bố đó. Lại chả, ôi con gái con lứa chỉ có tôi mới chịu được cái tính khí thất thường sáng nắng chiều mưa, trưa sấm chớp dần dật của cô thôi. Bố mình là vậy đấy. Không chọc con gái một ngày thì ăn không ngon, ngủ không yên. Thế cho nên trong tâm hồn non nớt của mình lúc bấy giờ, chịu ảnh hưởng bởi các bộ phim công chúa hoàng tử. Chỉ có hoàng tử mới là người yêu mình nhất. Nhưng càng lớn, mình càng hiểu chẳng phải hoàng tử. Người thương công chúa nhất trên đời đâu xa, chính là quốc vương. Ở bố mình tuy không có nhiều câu nói ngọt ngào tình cảm, nhưng mọi hành động của bố dành cho mình đều chứa đầy tình yêu. Tuổi thơ của mình tính ra cũng không êm đềm cho lắm, khi mẹ đã qua đời từ hồi mình vẫn còn chưa nhận biết nổi con chữ. Và thế là bố mình vừa phải hoàn thành trách nhiệm của người bố, vừa phải nỗ lực làm tròn vai trò của một người mẹ. Bố bảo với mình, những đêm sau khi không có mẹ, mình thật sự rất khó khăn, chẳng hiểu sao mà mình bắt đầu khóc suốt, không chịu uống sữa hay ăn gì, đã thế dính phải tình trạng hâm do dùng bỉm quá bí mà ông đã rất hoảng hốt, phải vội vàng đưa mình tới bác sĩ, thì may quá chỉ cần thoa thuốc và đổi loại bỉm phù hợp. Nhờ có sự chăm sóc cẩn thận từng ly từng tí một của ông, dần dần sức khỏe mình khá lên trông thấy, da hồng hào, người tròn trịa, có da có thịt hơn. Nhìn thấy sự thay đổi tích cực của mình mà bố còn suýt chút nữa bật khóc. Hồi bé là con gái vàng, con gái bạc của bố là vậy. Mà lớn lên có một khoảng thời gian mình ghét bố vô cùng. Mọi người hay gọi tuổi đó là tuổi nổi loạn thì mình cũng không khác. Nhiều lúc bố nói một đằng mà cứ nhất quyết phải làm theo một nẻo mới chịu. Cái tôi cao thì phải gọi là cao ngất, không biết nên nói gì. Nhớ hôm đấy là lần đầu mình đến tháng, mệt mỏi không chịu ăn. Bố gọi chán chê mê mỏi, vẫn không thấy con gái ý ới nên vào mắng cho trận. Linh, có ra đây ăn ngay không? Bố đã dọn cơm xong xuôi cả rồi, con nằm ì ra giường là sao? Dậy ngay, không bố vụt cho vài phát vào mông đấy. Con mệt lắm, con không ăn đâu. Bố cứ kệ con đi. Sẵn đang mệt mà bố cứ lèm bèm hoài, nên mình nhất quyết trùm chăn giả bộ như đã ngủ sâu rồi. Bố đi vào thấy mình thở đều đều, cũng không có nói năng gì nữa. Lặng lẽ khép cửa lại. Sáng hôm sau thức dậy, đập vào mắt mình là đồ ăn sáng cực kỳ tươm tất bố chuẩn bị. Nào là bánh mì, cháo quẩy, ít xôi lạc với ruốc cùng mảnh giấy bố viết vội còn kịp đi làm. Tối qua con đã không ăn gì rồi, thì sáng phải bỏ bụng món gì chứ. Bố chỉ chuẩn bị được từng này thôi. Nếu vẫn không hợp khẩu vị thì con cất vào tủ lạnh, mở ngăn kéo đầu của tủ gỗ, lấy tờ 50.000 rồi mua gì ngon ngon ở trường nha. Thế rồi ở trường là lần đầu tiên đến kỳ nên mình cũng chẳng biết là phải dùng băng đinh. Kết quả là nguyên một dấu tích ở trên quần, xấu hổ đến mức muốn độn thổ luôn tại chỗ. Cũng may là mang theo áo khoác nên quấn tạm. Nhưng mà ra đến nơi bố vẫn thường hay đón, trông thấy mình ăn mặc lôi thôi thì lại mắng. Có áo khoác che nắng che mưa không mặc hẳn hoi, lại quấn quanh như kia là sao đây? Con mặc đàng hoàng cho bố xem nào. Rồi ông giật lấy luôn cái áo, mặc kệ mình đang cố gắng ra hiệu. Thế mà nhiều người trông thấy, xì xào bàn tán là mình mặc cắt không còn giọt máu. Lúc này bố cũng phát giác ra tình hình, nhanh chóng phủ lại áo cho mình rồi đưa mình về nhà gấp. Tối hôm đó mình tắm xong, còn đang tính nhắn tin cho con bạn thân gần nhà mua giùm thì bố mình đã bảo, con cần mấy cái bông bông thì bố có để trong cái túi đen ở kho đấy. Lần sau phải nói với bố biết chưa, cứ giấu giấu giếm giếm thì làm sao mà bố biết được. Tính là nhờ bạn mua cái loại mà chúng nó hay bảo nhau dùng, nên mình cũng hơi khó chịu khi bố mua không hỏi trước. Thế nhưng lúc mở ra thì cơ mang là các loại, từ băng đêm 35, 40cm cho đến băng ngày đều có đủ, tổng với hơn 15 túi, khiến mình thấy xúc động lắm. Không ngờ bố lại ấm áp, chu đáo và tinh tế đến vậy. Rồi có một dạo, bố đọc tin tức, thấy gần đây vệ sinh an toàn thực phẩm không được đảm bảo, nên dặn mình đừng có mua cơm hộp bên ngoài nữa, để bố chuẩn bị thêm cơm trưa. Rồi còn đặc biệt nghiên cứu sở thích của giới trẻ để làm cho mình. Nhiều hôm thấy bố phải dậy sớm cực khổ chuẩn bị, mình cũng không nỡ, định nói bố thôi. Nhưng ai ngờ đi học về lại nghe được cuộc gọi của ông với bạn. Cái gì? Đi uống bia cùng anh em ấy hả? Thôi tôi không đi đâu, uống say mềm rồi sáng hôm sau lấy ai chuẩn bị đồ ăn cho con gái tôi. Gì? Bảo con bé gọi đồ ăn ngoài hả? Sao được, ông không thấy giờ nhiều hàng quán vấn đề lắm à? Hơn nữa nó đang là tuổi ăn tuổi lớn, không phải con gái ông nên ông đâu có sót. Giờ là con gái rượu của bố, mình luôn có ngày sinh nhật với bánh, nến, quà, những mùa Giáng sinh lung linh vui vẻ, những cột mốc đáng nhớ trong đời, lúc nào cũng có bóng hình của bố. Là người mà nếu tối mình có lăn lội vì đói, cũng sẽ chẳng ngại thức dậy nấu cho mình bát mì nóng hổi, cùng hai quả trứng ăn cho chắc bụng, tự tay bổ từng miếng táo cho con gái ăn. Coi đôi lúc mình chỉ ước, giá như được ở cạnh bố cả đời,
Song thỉnh thoảng cũng hay trêu bố về việc chống lại. Bố ơi bố ơi, bố thử dự đoán sau này con sẽ lấy được người chồng tương lai thế nào? Chồng đẹp trai, chồng nhà giàu, chồng gia giáo học thức, hay là chồng như này như kia? Cỡ chị lười như ma thế này có chó nó lấy. Kìa bố, con là con gái bố đấy. Lại chả, ôi con gái còn lứa, chỉ có tôi mới chịu được cái tính khí thất thường sáng nắng chiều mưa, trưa sấm chớp giận giật của cô thôi. Bố mình giờ tóc đã lắm tấm bạc, dành trọn vẹn 20 năm để nuôi dạy mình nên người. Giờ mình chỉ mong bố có người bầu bạn bên cạnh. Thế mà bố vẫn gạt đi suốt, còn nói là chỉ nhìn thấy mình hạnh phúc, xây dựng tổ ấm là bố có thể mãn nguyện gặp mẹ ở bên kia thế giới được rồi. Nhưng bố à, con biết bố hy sinh cho con như vậy là đủ rồi. Bố đừng lo về con nữa, mà hãy nghĩ đến bản thân nhiều hơn. Và thật tình yêu nếu có kiếp sau, mình vẫn mong được trở thành con gái của bố, của mẹ một lần. Vì với con, bố mẹ là nhà. Anh về nhớ tuân thủ uống thuốc theo lịch nha, nếu không có vấn đề gì phát sinh thì không cần tái khám đâu. Tạm biệt anh, lần sau ngã xe nhớ đến đây đấy. Ôi, bị làm sao ấy, ngại chết mất. Ai đời đi làm bác sĩ lại hẹn bệnh nhân lần sau ngã xe nhớ quay lại. Thế người ta không ngã thì sao? Các bà ơi cứu tôi với, ngại chết mất thôi. Làm bác sĩ chữa bệnh cho thiên hạ, nhưng không chữa được bệnh mê trai của mình. Ôi, bình minh đến đón ánh nắng sớm, vừa đi làm đã gặp ngay anh bệnh nhân vô tri, nhưng đẹp trai. Chào các bà, tôi là Hiền, đang là bác sĩ khoa ngoại. Nói chung là sau bao năm đèn sách thì tôi tự nhận bản thân là người có tay nghề chuyên môn tốt, bệnh gì cũng có thể biết được một chút ít, trừ bệnh mê trai của bản thân. Ừ thì các bà hiểu vấn đề rồi đấy, mê cái gì thì hay gặp cái đấy. Sáng nay tôi vừa vào ca làm, còn đang sắp xếp tài liệu thì có anh trai đi vào. Trên người hơi nhiều tương cà, lại còn dính thêm bụi đất nữa chứ. Trông lãng tử phong trần thật mà có hơi đau. Bình thường thì mấy cái việc sơ cứu này là y tá lo, tôi phụ trách khám tổng quát và đọc kết quả. Nhưng anh này đẹp trai, với sáng sớm bệnh viện chưa đông nên tôi đích thân băng bó cho anh. Nhưng mà đúng là người đẹp trai thì thường không bình thường. Trong lúc khám tôi có hỏi thăm đồng chí đẹp trai ấy như này: lúc bị ngã anh đang đi xe gì? Tôi đi SH. Đi xe khác an toàn hơn hả bác sĩ? Nhưng mà tôi thấy xe SH đẹp mà, đi ô tô thì không thoáng. Nhưng mà đi SH có vấn đề gì hả bác sĩ? Anh ơi, ý tôi là điều khiển phương tiện giao thông nào, ô tô, xe máy hay xe đạp, để xác định những vị trí cần khám chi tiết của mình anh ạ. Anh đẹp trai trả lời xong mà cả anh cả tôi đều bối rối. Hơi vô tri nhưng có cái mặt nên trông cũng đáng yêu thật. Tôi ngồi băng cho anh mà nhìn mặt anh đỏ như quả cà chua, cụ tè chết mất thôi. Khám tổng quát xong xuôi, đến khúc đọc kết quả, tổng hợp đơn thuốc, như bình thường ít đơn thuốc là xong thôi. Nhưng mà ông anh vô tri này, đơn thuốc cầm chưa ám tay, khéo bay ngay vào thùng rác, nên tôi cũng có ý nhắc nhở nhẹ nhàng: anh nhớ chụp lại, không kể quên đấy. Đấy, vừa nói xong thì đơn thuốc đã nằm ngay ngắn dưới đất, chưa kịp nhắc nhở ngẩng lên đã thấy anh trai đang lia cam về mặt mình, miệng cười toe toét: nào, nói kim chi đi nào, người cười lên đi bác sĩ. Mặc dù là tôi hơi đau tí, nhưng bác sĩ xin như này tôi không quên được đâu mà phải chụp. Bác sĩ cười đi bác sĩ. Vâng, tôi cười thật, nhưng mà không phải để chụp ảnh mà vì bất lực. Bây giờ thủ đoạn tán gái cũng cao siêu quá, là một người cả ngày chỉ tiếp xúc với những sự ốm đau, đã gặp trai đẹp lại cute thế này. Tôi biết là tôi xong rồi đó, nên thay vì phản bác, tôi chỉ muốn nhanh nhanh tiễn anh đẹp trai này để bảo vệ trái tim. Liền hắn giọng: mặt tôi làm gì có viết đơn thuốc đâu, đơn thuốc anh làm rơi trên đất kìa, chưa ra đến cửa đã quên thì không biết về uống cái gì ạ. Nhìn chung thì anh chỉ bị tổn thương phần mềm thôi, đau nhưng không nguy hiểm. Nhớ kiêng một số đồ ăn như nếp, trâu muống, thịt bò, thịt gà. Thời kỳ lên da non thì hạn chế hải sản, đồ có cồn. Anh về nhớ tuân thủ uống thuốc theo lịch là được. Nếu không có vấn đề gì phát sinh thì không cần tái khám đâu. Tạm biệt anh, lần sau ngã xe nhớ đến đây đấy. Nghe đến đây là tôi thấy sai sai rồi. Mà chưa biết sai ở đâu thì anh đẹp trai đã bật cười. Lương y như từ mẫu mà bác sĩ lại mong tôi ngã tiếp thế này. Thiệt đáng lo, nhưng mà không ngã tiếp tôi vẫn muốn đến gặp bác sĩ được không ạ? Và thế là từ hôm đó, không hôm nào trực mà anh đẹp trai ấy không mặc giày tranh thủ giờ ăn trưa, giờ ăn tối, đem đồ ăn trà sữa đến tâm sự cùng tôi. Ngày mà anh ấy chính thức khỏi bệnh, không phải ăn kiêng, bọn tôi đi ăn với nhau, anh tỏ tình. Giờ bọn tôi chuẩn bị cưới rồi nè. Em chào các anh chị, em tên là Hiền. Thực sự bây giờ em chưa biết phải mở lời với bố mẹ như thế nào. Em buồn và chỉ trực trào muốn khóc ra đây thôi. Gia đình em đông con, kinh tế không được dư giả lắm. Bố mẹ lo được cho em lên đến đại học là cả một sự nỗ lực rồi. Đi học trên Hà Nội, tiền sinh hoạt phí cũng là một khoản lớn tốn kém. Thế nên bố mẹ đã bảo em ở tạm nhà cậu mợ, là em trai của mẹ em. Em đã nghe nhiều chuyện về việc ở nhờ nhà họ hàng, rồi sinh ra sức mẻ tình cảm.
Hơn nữa nhà cậu cũng chẳng thân thiết với gia đình em. Nhưng thật sự nghĩ đến khoản tiền trọ, tiền ăn đã gần bằng nửa lương công nhân mỗi tháng của mẹ, em đành chấp nhận. Và thế là một năm đi học xa nhà của em chẳng được mấy lúc vui vẻ. Nhà cậu mợ thì khá rộng, có 3 phòng ngủ. Cậu mợ một phòng, hai đứa con sinh đôi một phòng, em cùng Linh một phòng. Linh cùng tuổi với em, là cháu ruột của mợ. Em thì biết mình phận đi ở nhờ, nên là mọi việc trong nhà em sẽ cố làm giúp. Từ nấu ăn, lau dọn, trông con giúp cho cậu mợ. Kết thúc một ngày học mệt mỏi, bon chen xây lên xây xuống trên xe buýt. Về đến nhà, mợ sai làm gì em cũng không dám từ chối. Bởi có một lần em sốt, nhưng mợ bảo trông em cho mợ đi ăn với bạn. Em khó chịu trong người, nên chỉ đáp qua loa. Mợ đã nhắn tin mỉa mai mẹ em. Con chị đi ở nhờ mà chả biết ý. Mợ sai trông em giúp có một lúc mà cứ đổng đảnh như tiểu thư ấy. Việc nhà thì có phải nó làm đâu, mà cứ tỏ vẻ bận rộn. Khi mẹ gửi em xem những tin nhắn đấy của mợ, em vừa mệt vừa ức, thật sự không muốn ở đấy nữa. Nhưng ngoài kia đâu có một chỗ cho em. Khi ấy em thấy bơ vơ giữa thành phố tấp nập. Trên Hà Nội này, em chỉ có cậu mợ là người thân. Rồi em nghĩ đến bố mẹ. Nếu em bỏ ra ngoài ở, chắc là mợ sẽ xỉa sói ghê lắm. Nên thôi, em cứ tiếp tục nhẫn nhịn. Mợ thì hay mời bạn về nhà chơi lắm. Mỗi cuộc ăn uống nhậu nhẹt thường ngồi đến 10 giờ đêm, thậm chí là hơn. Mà em thì chỉ muốn đặt lưng lên giường thôi. Đi học cả ngày mệt lắm. Em còn say xe buýt nữa. Nhưng em vẫn phải ngồi ở đấy, đợi tàn cuộc cùng câu nói quen thuộc của mợ. Hiền ơi, dọn cho mợ mấy cái bát nha. Rửa một láng là xong với bà. Em chỉ có thể vâng dạ rồi cắm cúi mà rửa bát, lau sàn, dọn dẹp tất cả đống chiến trường các bạn của mợ bày ra. Chắc mọi người sẽ thắc mắc, thế còn cái Linh đâu? Mợ em chẳng để nó đụng tay vào. Mợ bảo nó bận học, nó học trường top nên phải học nhiều, bận rộn mệt mỏi, nên có gì em làm giúp. Thật sự nói là giúp, nhưng em có tình nguyện đâu. Thực chất là mợ thương cháu của mợ, nên không muốn nó phải làm thôi. Cậu em cũng thương cháu lắm, nhưng khổ nổi tất cả mọi thứ của cậu có được đều nhờ sự hậu thuẫn của bên ngoại. Trong nhà cậu không có chút tiếng nói nào cả, thành ra biết mợ phân biệt đối xử, nhưng cũng chẳng làm gì được. Việc duy nhất cậu làm là cố gắng giấu mợ lên cho em vài đồng tiêu vặt, nhưng em cũng chẳng dám cầm, mợ biết thì lại đau đầu ra. Mọi việc nhà thì em làm cả rồi, mợ chẳng phải đụng tay. Cái Linh thì chỉ có một nhiệm vụ là đón hai đứa con của mợ đi học về, vì nó có xe máy, lại tiện đường. Ấy vậy mà mỗi lần về quê, mợ luôn thở dài than vãn với mấy bác rằng em lười, lớn rồi mà không biết ý, cứ đùn đẩy việc nhà cho Linh. Mợ còn thêm vào mấy câu so sánh, khen Linh vừa xinh vừa giỏi, còn em thì chán chả buồn nói. Rồi đỉnh điểm là đợt lễ 30 tháng 4 vừa rồi, cả nước được nghỉ tận 5 ngày. Em dự định sẽ về quê chơi, vì từ Tết đến giờ em chưa được về. Cậu thì vẫn đi công tác, mợ lại muốn đi du lịch với các bạn. Thế là mợ bảo em ở lại trông hai đứa con giúp cho mợ. Nhưng mà em thật sự không muốn. Em bảo rằng muốn về quê chơi với bố mẹ và các em, bảo mợ để cái Linh trông hộ cho. Ai dè mợ nói những câu khiến em không biết phải đáp như thế nào. Cháu về quê cũng có làm cái gì đâu, về thì giải quyết được việc gì. Thôi thì ở đây trông hai em giúp cho mợ. Cậu mợ đều bận không hủy kế hoạch được. Cái Linh thì nó về quê với gia đình rồi, lâu lắm nó không về. Vậy còn em thì sao? Đã mấy tháng rồi em có được về nhà đâu. Thật sự em cũng nhớ nhà và bố mẹ lắm chứ. Em không hiểu sao mợ lại thiên vị một cách quá đáng như vậy. Rồi em đành cắn răng đồng ý trở lại. Tối ấy mẹ gọi hỏi khi nào về, em chỉ có thể nén nước mắt bảo rằng ở lại tham gia câu lạc bộ. Về ngại đường xá đông đúc, rồi em tắt máy và bật khóc. Từ đợt đấy, khi nào trong đầu em cũng quanh quẩn suy nghĩ muốn dọn ra ngoài ở, nhưng em chưa biết mở lời thế nào. Và quan trọng hơn là khoản tiền để sinh hoạt hàng tháng. Mọi người ơi, xin mọi người cho em lời khuyên với. Mày yêu cái Thư cũng lâu rồi, mai nếu con bé rảnh thì rủ về nhà chơi. Chỉ tính làm nồi lẩu Thái, rủ nó qua ăn cùng cho vui. Bình thường em khắt khe với thằng Phong chuyện yêu đương, ở nhà này em là người nó sợ nhất. Nay thấy em mở lời thế thằng bé vui ra mặt, hí hửng dạ vâng còn dặn em, nếu mai em đưa Thư về, chị phải hiền lành dịu dàng gấp 20 lần bình thường nha. Chị dữ dằn quá người ta chạy mất dép là em bắt đền chị đấy. Trời ơi, chị nó mà nó làm như con quỷ dạ xoa. Thực ra mấy hôm nay trên mạng rộ lên vụ mèo béo gì đó bên Trung nặng tình rồi nghỉ quẩn, đọc nghe mà sợ quá. Nhìn lại nhà mình có thằng em si tình, y như thế lại càng sợ hơn, nên muốn xem cô gái nó yêu là người như nào.
Thằng Phong em trai em siêu siêu thật thà, nếu không muốn nói là hơi tồ. Phong năm nay 22 tuổi, một tay em bế bồng chăm bẩm nó từ nhỏ, nên dù có bắt nạt nó, em vẫn thương nó nhất. Cách đây hơn năm nó khoe đang quen cô bạn tên Thư, hơn nó 2 tuổi. Thấy bảo con bé xinh xắn, nhiệt tình, hoàn cảnh nhưng học giỏi lắm nên em cũng ưng. Bình thường sắm đánh không dậy mà từ ngày biết yêu, nó chạy rap từ 6 giờ sáng, xỉ lắm. Bảo đã chấp nhận yêu thì phải lo được cho người ta. Thấy em mình yêu vào có chí tiến thủ thì em cũng không ngăn cấm, nhưng mà khổ nỗi yêu vào suốt ngày như thằng mất hồn. Lương chạy ráp được bao nhiêu không biết, nhưng đi làm cả năm trời mà chẳng thấy sắm sửa gì cho bản thân. Quần áo cũ cứ mặc đi mặc lại, con iPhone 7 vỡ hết cả màn không thay, cứ còn trim tàu của bố. Chiếc áo ráp xanh tất bật từ sáng sớm kiếm cơm còn hơn người có gia đình. Nhìn thằng em sơ xác hao mòn vì tình trong xót lắm, nên em muốn diện kiến mối tình đầu của nó. Xem em chị cỡ này, em Thư cỡ nào. Gần 7 giờ tối em nấu xong rồi, nồi lẩu thì hơn 8 giờ con bé mới tới. Thư đến muộn em không bực, mà bực ở chỗ con bé ra mắt nhà người yêu, lại mặc crop top hở rốn với chân váy tennis cũng cỡn mọi người ạ. Xinh thì xinh thật, nhưng mà hơi kệch cỡm nên trừ một điểm. Chưa hết, lúc ngồi ăn con bé còn gãy đồ bằng đũa xong chê bảo lẩu này hơi nhạt thiếu béo, tôm nay chiên chưa giòn, rau luộc chưa xanh, nghe mà tức cái lồng ngực. Thằng Phong ngại nên bảo khéo, em ăn tạm đi, của nhà trồng ra đâu có ngon được như ngoài hàng, chị nấu cả buổi đó, em ăn thử cái khác coi sao. Chê lên chê xuống mà vẫn ăn như hổ vồ, ăn thủng nồi trôi rế rồi, đứng lên lau miệng bảo em ăn xong rồi ạ, nhờ chị Lan dọn giúp em nha, em cảm ơn chị. Trời ơi, phép tắc ở đâu, bình thường nhà này tao nấu cơm xong là không ai dám kêu tao rửa bát hết á, mà nay con cô hồn này đã chê tao nấu không ngon, ăn xong còn vắt vẻo lên ghế ngồi uống nước như má tao. Ghét rồi nên em nói to, tao nấu rồi tao không rửa bát, thằng Phong ra mà rửa. Thế rồi người rửa chính là Phong, đáng đời, ngồi uống nước con bó liên tục khoe một loạt thành tích trong học tập công việc, không có tí khiêm tốn nào, rồi lại kể khổ vì gia cảnh bố mất sớm mẹ tần tảo nuôi ba chị em ăn học, nghe sái sẩm giả mang, chắc mẹ bận không dạy được em, nên em mới cư xử và ăn mặc như vậy khi lần đầu đến làm khách nhà chị, ăn hết hơn nửa đĩa dưng. Cò thì con bé chê dưa hấu lạnh, ăn đau bụng, nên mẹ em mới bảo là con bé lên phòng Phong nằm tạm. Lúc đi qua em đã nhắc, phòng Phong ở bên trái mà nó không thèm nghe, chị nể em chị thôi. Chứ không chị đánh mày như con nha Thư, em nói thằng Phong, nói đừng buồn chứ tao không hiểu mày mê con bé ở điểm gì. Thì thằng bé gãi đầu, chắc Thư là mảnh ghép thiếu của em đó chị. Thiếu là kiểu em tao đốt, em tao tốt, còn con đó xấu nên bù vào cho nhau đó. Nấu xong ám mùi nên em đi tắm, lúc tắm xong về phòng em đứng sang chấn luôn. Em điên quá nên hơi cáu, trời đất, ai cho phép em dùng phòng chị, còn tự ý sử dụng mỹ phẩm của chị nữa. Thì nó cân cân nói, chị không có thiện cảm với em đến vậy hả? Chắc chị cay em vụ, em không rửa bát cho chị. Nhưng chị ơi, em là khách, với cả em nhầm phòng nó mới vô đây nằm, mỹ phẩm của chị em cũng chỉ test chút, xem thật giả thế nào thôi. Mấy cái này Phong mua cho em đầy, em còn chưa thèm dùng. Em trố mắt trước bộ mặt sất sượt của con bé. Để ứng phó với những trường hợp hãm này, trước tiên mình phải nở nụ cười thật tự tin. Em nhẹ nhàng nói, ờ thôi chị sai, em thông cảm, dù gì mình cũng sống cả đời với nhau, chị cũng tính không lấy chồng. Xưa chị nuôi Phong thì già Phong cũng nên nuôi lại chị, sau em có lấy Phong rồi thì cùng nó chăm sóc chị lúc về già. Chị tức em thật không biết điều. Nghe em nói thế, con bé nhảy dựng lên, trời ơi, chị tính làm bà cô già hay gì? Căn nhà này chỉ em và Phong ở, gái lớn thì đi lấy chồng đi. Chưa gì tương lai đã tính ăn bám em trai, bộ chị không biết nhục hả? Bố mẹ chị già thì tôi đã phải hầu, thêm phần chị nó chắc tôi chết quá. Đó, thấy nó láo chưa? Nhưng các cụ nói rồi, quả quýt dày có móng tay nhọn. Toàn bộ cuộc nói chuyện của em và con bé đã được Phong nghe thấy hết, vì em biết lúc em tắm đi lên, Phong cũng đi đằng sau. Chẳng để con bé nói thêm lời nào, Phong chạy sang, lôi thẳng con bé về, trông có vẻ sắp cho ao rồi. Sau 3 tháng im ắng buồn hơn con chuồn chuồn, không thấy cu Phong nhắc tới Thư, thì gần đây thằng bé tâm sự bảo là mới chia tay rồi. Tiền bạc đi làm về cũng biết biếu bố mẹ một ít, thần thái cũng tươi tỉnh vui vẻ hơn, không còn sầu não nhiều nữa. Ai nói em là chị ghẻ em chịu, nhưng mà mầm bệnh quái ác phải triệt tiêu từ sớm. Bao dung cho địch là làm hại chính mình, tôi ác mà em tôi tốt quá thì tôi chịu.